Nghề phi hành gia có lẽ là một trong những nghề hấp dẫn và bí ẩn nhất. Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc về những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của họ chưa? Giống như điều gì đang xảy ra dưới những bộ đồ vũ trụ cồng kềnh đó? Ý tôi là một số người thực sự tin rằng các phi hành gia mặc đồ lót bằng giấy. Người khác thì chắc chắn rằng việc thiếu trọng lực sẽ khiến bụi bẩn trôi đi. Làm gì có? Vấn đề là các phi hành gia không giặt đồ. Năm 2011, NASA đã đưa vào sử dụng máy giặt trên trạm vũ trụ quốc tế. Đó có phải là một trò đùa không? Dù thế nào thì các phi hành gia cũng không thể sử dụng nó vì những lý do rõ ràng. Việc cung cấp nước cho ISS chỉ để giặt giũ nghe có vẻ quá đáng và cực kỳ tốn kém. Vì vậy, các phi hành gia chỉ có thể mơ về những bộ khăn trải giường mới giặt và những thứ khác. Thay vào đó, quần áo mới sẽ được chuyển đến trạm từ trái đất giống như những nguồn cung cấp khác. Thật không may, điều đó không xảy ra thường xuyên vì giá của việc phóng bất cứ thứ gì vào không gian vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, các phi hành gia phải mặc quần áo lâu hơn nhiều so với khi họ ở trên trái đất. Điều duy nhất khiến tình trạng này tốt hơn một chút là các phi hành gia có xu hướng mất một phần khứu giác trong không gian. Khi được phỏng vấn, một số phi hành gia thừa nhận chỉ mặc một chiếc quần đùi trong nhiều tháng và chỉ thay đồ lót 3 hoặc 4 ngày một lần. Có lẽ không có gì để ngạc nhiên khi các phi hành gia ăn mặc không phải để gây ấn tượng mà để thoải mái và thuận tiện. Trang phục điển hình của họ thường bao gồm áo sơ mi ngắn tay và quần dài. Đó là những bộ quần áo chúng ta thường mặc trên trái đất, không có gì đặc biệt. Nhưng tất nhiên, khi rời khỏi khu vực được kiểm soát khí hậu của ISS, họ cần quần áo đặc biệt, ý tôi là những bộ đồ vũ trụ rất dày dặn đó. Chúng bảo vệ các phi hành gia khỏi sự thay đổi nhiệt độ điên cuồng từ 250 độ F dưới ánh nắng mặt trời đến âm 250 độ trong bóng râm. Nhưng ngay cả khi có ống bảo vệ và làm mát nhằm tản nhiệt cơ thể, các chuyến đi bộ ngoài không gian vẫn thường khiến các phi hành gia phải đổ mồ hôi. Việc mặc EVA, viết tắt của bộ đồ hoạt động bên ngoài, có thể đồng nghĩa với hàng giờ làm việc chăm chỉ. Và đừng quên rằng các phi hành gia thường mặc nhiều lớp để giữ ấm và chịu áp lực. Những lớp này bao gồm một bộ quần áo vừa vặn bên trong giống như đồ lót dài. Món đồ này thường được mặc lại và thậm chí dùng chung. Và vì không có máy giặt trên ISS, bạn hiểu ý tôi đúng không? Có một sự thật thú vị đó là có một người được huấn luyện đặc biệt để ngửi từng thứ mà các phi hành gia mang theo vào không gian. Nó được thực hiện để bảo vệ họ khỏi mùi khó chịu hoặc độc hại. Vấn đề là bạn thật sự không thể thông gió cho căn phòng trong không gian nếu bạn không thích mùi bên trong. Đó là lý do tại sao NASA rất cẩn thận về loại mùi nào có thể lọt qua. Đồng thời, không gì có thể ngăn cản được mùi đã xuất hiện trên ISS. Dù sao đi nữa thì bộ đồ du hành vũ trụ và những thứ bên trong cũng được sử dụng đi sử dụng lại. Và chẳng bao lâu sau, bạn bắt đầu lo lắng không chỉ về mùi hôi mà còn về các vấn đề vệ sinh và sức khỏe. Một khả năng đáng báo động về ô nhiễm sinh học sẽ phát sinh. Nó bao gồm vi khuẩn, chất dịch cơ thể và các chất lạ khác. Sẽ tệ hơn nếu chúng ta nghĩ về những sứ mệnh dài hơi, ví dụ như tới mặt trăng. Đồng thời, việc thường xuyên giặt phần bên trong bộ đồ du hành vũ trụ là hoàn toàn không thực tế. Nước rất giá trị trên ISS và họ không thể lãng phí nó vào hoạt động như vậy. Đó là lý do tại sao NASA, cơ quan vũ trụ châu Âu và các tổ chức khác đã yêu cầu các chuyên gia phát triển loại vải có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm sinh học trong quần áo. Bạn thấy đấy, trong chương trình tàu con thoi do NASA thực hiện, bộ đồ du hành vũ trụ được cho là sẽ được sử dụng trong những chuyến đi khá ngắn, kéo dài 2 tuần. Nhưng sau đó các phi hành gia bắt đầu sống trên ISS trong thời gian dài hơn nhiều. Đó là lý do tại sao tuổi thọ của bộ đồ du hành vũ trụ phải được kéo dài lên tới 6 năm. Không có gì ngạc nhiên khi vi khuẩn trở thành một vấn đề đáng lo ngại hơn trước rất nhiều. Vì vậy, hơn một thập kỷ trước, một nhóm chuyên gia đã bắt đầu nghiên cứu các phương pháp khác nhau để loại bỏ vi khuẩn trú ngụ trong bộ đồ du hành vũ trụ. Họ cắt vải thành những hình vuông có cạnh 2 inch, đặt chúng vào đĩa Petri và nuôi cấy một số loại nấm và vi khuẩn trên những mẫu này. Một số loại vải họ sử dụng được tẩm đồng. Chất này có đặc tính kháng khuẩn ấn tượng. Khi vi khuẩn chạm vào nguyên tố này, thành tế bào và màng của chúng bị mất ổn định. Các ion của kim loại gây nguy hiểm đến vi khuẩn, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn. Các nhà khoa học của NASA cũng đã thử sử dụng vải được xử lý bằng silicon và bạc. Loại thứ hai hóa ra lại độc hại đối với vi trùng khi tiếp xúc tương tự đồng.
Sau khi quan sát những chất bám trên vải trong 14 ngày qua, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có một hợp chất có thể ngăn chặn vi khuẩn và nấm. Đó là dung dịch gồm các phân tử bạc thường được sử dụng để khử trùng quần áo trong bệnh viện và những thứ khác. Nhưng hóa ra các ion của kim loại này lại hoạt động quá tốt vì chúng loại bỏ mọi thứ theo nghĩa đen. Và việc vô trùng hoàn toàn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Chúng ta cần một hệ sinh thái cân bằng bao gồm hàng triệu vi sinh vật để giữ cho các cơ quan cũng như làn da của chúng ta khỏe mạnh. Vào năm 2022, NASA đã thuê các công ty Axiom Space và Collins Aerospace của Mỹ để phát triển thế hệ trang phục vũ trụ tiếp theo. Và ngay sau đó, một bộ đồ nguyên mẫu đã xuất hiện. Nó được thiết kế để sử dụng trong nhiệm vụ Artemis 3. Mục tiêu chính của chuyến đi này là hạ cánh phi hành đoàn ở cực nam của vệ tinh tự nhiên của chúng ta. Những bộ quần áo vũ trụ này được cho là sử dụng loại vải có đặc tính kháng khuẩn, có khả năng làm giảm ô nhiễm sinh học. Hệ thống làm mát của những bộ quần áo này cũng sẽ bổ sung chất diệt khuẩn vào các vòng nước. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn. Bây giờ, hãy nói chi tiết hơn về trang phục du hành vũ trụ. Để bắt đầu thì chúng ta có hai loại trang phục du hành vũ trụ chính. Có thể bạn đã từng xem bộ đồ thoát hiểm phi hành đoàn nâng cao, hay còn gọi là bộ đồ màu cam hoặc bộ đồ bí ngô. Các phi hành gia mặc bộ đồ chịu áp lực tối đa này khi cất cánh, hay đúng hơn là khi phóng, vì chúng ta đang nói về một con tàu vũ trụ. Những bộ đồ này không thể thay thế đối với những người đang hướng tới độ cao cực kỳ cao. Ở đó, áp suất thấp đến mức có người không thể sống sót nếu không có những bộ đồ bảo hộ đặc biệt. Và trong khi phi hành đoàn trên máy bay mặc bộ đồ chịu áp suất một phần, thì phi hành đoàn không gian phải được bảo vệ bằng bộ đồ chịu áp suất toàn phần. Xét cho cùng thì họ cũng di chuyển rất xa và cao hơn nhiều. Bộ đồ còn được trang bị rất nhiều thứ nhằm giúp phi hành gia sống sót vào những trường hợp khẩn cấp trong quá trình phóng hoặc hạ cánh tàu vũ trụ. Một bộ đồ bí ngô thông thường bao gồm pháo sáng, thuốc men, dụng cụ sinh tồn, radio và dù. Vì vậy, tóm lại các phi hành gia sẽ không thể sống sót qua quá trình rời trái đất nếu không có bộ đồ màu cam. Nhưng tại sao các nhà thiết kế lại chọn màu sắc này? Lý do chính để chọn màu cam là màu sắc này là một trong những màu dễ thấy nhất cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, bao gồm cả khả năng xảy ra cứu hộ trên biển. Đối với Eva, chúng có mục đích khác. Các phi hành gia mặc những bộ đồ này khi họ đi bộ ngoài không gian. Nó có thể bảo vệ họ khỏi những điều kiện khắc nghiệt của không gian bên ngoài, với nhiệt độ khắc nghiệt và gần như chân không. Ngoài ra, bộ đồ du hành vũ trụ có thể ngăn các mảnh vụn nhỏ làm tổn thương các nhà du hành vũ trụ. Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng bộ đồ Eva cồng kềnh hơn nhiều so với bộ đồ màu cam. Đó là vì chúng có nhiều lớp cách nhiệt và vải bảo vệ dày dặn. Chúng cũng chứa không khí thở GYIC-685, nước uống được và bộ điều khiển nhiệt độ. Giờ đây, mỗi khi phi hành gia đi bộ ngoài không gian, họ đều sử dụng dây buộc để buộc họ vào trạm vũ trụ. Và trong trường hợp dây buộc bị đứt thì bộ đồ Eva có hệ thống dự phòng. Hệ thống này bao gồm các động cơ phản lực nhỏ có thể được điều khiển từ trạm với sự trợ giúp của cần điều khiển. Về màu sắc, trước hết, màu trắng phản xạ sức nóng của mặt trời tốt hơn các màu khác, giúp phi hành gia không bị quá nóng. Thêm vào đó, màu trắng là màu tốt nhất để đi tìm phi hành gia trên nền không gian đen rộng lớn. Còn một chi tiết gây tò mò nữa, mặc dù bộ đồ vũ trụ màu trắng bảo vệ các phi hành gia khỏi việc bị quá nóng, nhưng chúng không thể ngăn họ khỏi bị quá lạnh. Và đó là lúc găng tay đặc biệt phát huy tác dụng. Họ có máy sưởi đặc biệt giúp ngón tay của phi hành gia ấm cúng và hoạt động tốt.